Tại thành phố Hồ Chí Minh, hôm qua, hai tổ phản ứng nhanh vũ trang nhân dân, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đã được ra mắt ở quận Tân Phú. Mục tiêu để đảm bảo thực hiện hiệu quả mô hình 4 tại chỗ. 4 tại chỗ là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ. Đây cũng là mô hình phòng cháy chữa cháy đầu tiên của thành phố có nòng cốt là dân quân thường trực. Mỗi tổ phản ứng nhanh gồm một tổ trưởng, 5 tổ viên và 6 chiến sĩ dân quân thường trực. Khi xảy ra cháy, tổ này sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn, nhanh chóng có mặt, khắc phục kịp thời đám cháy, cứu nạn cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Trước mắt, quận sẽ thí điểm tại hai phường Phú Trung và Phú Thạnh, sau đó sẽ nhân rộng ra tất cả các phường trên địa bàn quận. Khi tình huống cháy xảy ra trên địa bàn của phường, từ 1 đến 2 phút sẽ cơ động đến địa bàn của phường, phối hợp với tổ liên gia của phường nhanh chóng khắc phục đám cháy và thực hiện phương án cứu hộ cứu nạn, di chuyển người dân sơ cấp cứu là nhiệm vụ bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân là trên hết. Nòng cốt là lực lượng dân quân thường trực, do đó thì các đồng chí đã được đào tạo bài bản và có được cái dấu chuyển trị tương đối là tốt. Thì do đó cái việc mà đảm bảo cái chữa cháy thì sẽ đảm bảo được cái phối hợp tốt hơn trong cái công tác mà chữa cháy, và sắp tới thì cũng được sự nhất trí của quỹ ủy ban thì cũng sẽ cố gắng trang bị thêm căn thiết bị cần thiết cho cái tổ phản ứng nhanh này.